Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thời gian gần đây, các phòng tập cũng như các địa điểm tập luyện thể thao công cộng trên địa bàn huyện Kim Động đã hoạt động trở lại. Để chủ động phòng chống dịch, các phòng tập cũng đã làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị nước sát khuẩn và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang khi đến tập luyện. Còn tại nơi công cộng, người dân đều có ý thức chấp hành tốt quy định 5K, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch mà vẫn có thể rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, còn có khoảng 20% người dân trên địa bàn huyện Kim Động lựa chọn tập luyện thể thao tại nhà để tránh tập trung đông người với môn thể thao có thể tập cá nhân như yoga, zumba hay một số bài tập vận động đơn giản. Tại thành phố Hưng Yên, trong tuần vừa qua đã có nhiều nhóm thể thao tập thể hoạt động trở lại, đặc biệt là các nhóm nhảy zumba aerobic, đối tượng tham gia chủ yếu là chị em phụ nữ. Zumba và aerobic là bộ môn nhảy dựa trên nền nhạc Latin sôi động cùng động tác mềm dẻo nhưng dứt khoát, tập trung vào vùng cơ bụng, bắp tay, bắp chân, giúp cho người tập có được cơ thể săn chắc hơn. Đồng thời, bài tập trên nền nhạc vui cũng giúp người tập có cảm giác phấn chấn, tăng năng lượng. Nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển, vừa qua thôn Kinh Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khói Châu đã vận động nhân dân xã hội hóa hơn 100 triệu đồng để xây dựng cụm sân cầu lông và sân bóng mini cho trẻ em, diện tích hơn 1.000 m2 trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Cụm sân tập thể thao này đã thu hút được nhiều người dân ở các lứa tuổi tham gia tập luyện thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, lành mạnh, đồng thời gắn kết tình làng nghĩa xóm. Thời gian tới, thôn Kim Tháp sẽ tiếp tục quy hoạch đất để xây dựng thêm các sân tập thể thao cho người dân. Những năm qua, trường trung học cơ sở Dị Sử, thị xã Vĩnh Hào rất chú trọng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao và đã thành lập nhiều câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, thu hút nhiều học sinh tham gia. Nhằm tạo điều kiện cho các em có nơi vui chơi và tập luyện, nhà trường đều trích một phần kinh phí đầu tư sân bãi và mua dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Ngoài ra, hàng năm trường còn tổ chức giải thi đấu bóng đá, tạo cơ hội cho học sinh có niềm đam mê với môn thể thao vua được giao lưu cọ sát, nâng cao sức khỏe. Sau khoảng thời gian khá trầm lắng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 15 tháng 3, các phong trào thể thao quần chúng tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã được khởi động trở lại, thu hút đông đảo người dân tham gia, có phần nâng cao sức khỏe, tinh thần, tăng tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chiều nào cũng vậy, ông Nguyễn Văn Thiều và các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi đều tập luyện tại nhà văn hóa thôn Phạm Xá. Đây là một trong những câu lạc bộ thể thao hoạt động sôi nổi nhất của xã Đồng Than. Toàn bộ từ thanh niên cho đến trung tuổi cho đến người cao tuổi chúng tôi đều có phong trào cả, đều có địa điểm hết, tất cả mọi người dân đều phấn khởi và thấy cái thể thao này là nói chung là đều ủng hộ cả. Còn với anh Phạm Văn Dũng, nếu như trước kia phải đi hơn chục km mới đến điểm chơi cầu lông thì từ năm 2017 đến nay, anh không cần phải đi đâu xa khi ngay tại xã cũng có một điểm dành riêng cho những người yêu thích bộ môn thể thao này. Thì anh em là có được cái chỗ chơi rất là thuận tiện mà không phải đi xa nữa. Trình độ của anh em cũng nâng cao lên và cũng đã đi được thi đấu ở nhiều nơi trong tỉnh, ngoài tỉnh. Xã Đồng Than có 7 thôn thì cả 7 thôn đều có sân chơi dành cho bộ môn bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, 4 sân bóng đá và một nhà thi đấu cầu lông thu hút đông đảo người dân tham gia ở mọi lứa tuổi. Tính đến nay, xã Đồng Than có tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên lên đến 50% trên tổng số gần 15.000 dân. Trong đó, một số câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, tích cực tham gia giao lưu thi đấu và đã đạt được nhiều thành tích như câu lạc bộ bóng chuyền da, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ cầu lông. Hàng năm chúng tôi chỉ đạo các thôn duy tu, sửa chữa các cái khu sân vận động, nhà văn hóa để có sân rồi bãi tập cho nhân dân được hoạt động. Các cái kỳ mà diễn ra đại hội thể dục thể thao thì các môn đó thì được tổ chức và được tham gia nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân. Có thể nói với việc đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư là nền tảng để Đồng Than sớm đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.